Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thêm nay thì giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng nhẹ. Hiện tại đang đứng quanh mức 2042 đô la Mỹ trên một ao. So với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam thì giá vàng trên thị trường thế giới đã quay đầu giảm khá mạnh. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2038,06 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2079,48 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,14%, giao dịch ở mức 101,079 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 29.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng nằm trong xuống tăng, giao dịch ở mức 3,364% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 68,600 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Thị trường vàng đang phản ứng rất tích cực sau khi mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Jerome Powell báo hiệu khả năng tạm dừng thắt chặt sau một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vừa qua. Đây là lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp của Fed, đưa lãi suất quỹ liên bang lên mức 5 cho đến 5,25%, mức cao nhất kể từ giữa năm 2007. Tuy nhiên, tuyên bố tháng 5 này bao gồm một thay đổi có ý nghĩa khi mà ông Powell không còn dùng cụm từ một số chính sách củng cố bổ sung có thể phù hợp. Dù chưa buông lỏng nhiệm vụ chống lạm phát, Fed bắt đầu dành sự quan tâm lớn hơn tới rủi ro về tín dụng và các rủi ro kinh tế khác. Đây là một dấu hiệu mà thị trường cần để xác nhận khả năng tạm dừng tăng lãi suất. Ông Powell cho biết từ giờ trở đi, Fed sẽ được thúc đẩy bởi sự kết hợp của dữ liệu sắp tới và các điều kiện tín dụng. Trọng tâm của Fed sẽ là xem các ngân hàng vừa và nhỏ đang làm gì và khả năng cung cấp tín dụng ra sao và điều gì sẽ xảy ra rộng hơn với kinh tế vĩ mô. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi rất cẩn thận những gì đang diễn ra trong hệ thống ngân hàng và chúng tôi sẽ đưa đánh giá đó vào các quyết định của mình, theo ông Powell nói. Dù vậy thì lãnh đạo Fed cũng đẩy lùi kỳ vọng của thị trường rằng cơ quan này sẽ chuyển sang cắt giảm lãi suất trong năm nay. Ông nói một động thái như vậy là điều khó có thể xảy ra. Ủy ban có quan điểm rằng lạm phát sẽ không giảm quá nhanh mà sẽ cần một thời gian. Trong điều kiện như vậy thì nếu dự báo như vậy là đúng, thì việc cắt giảm lãi suất trong năm nay không phải phù hợp, theo ông Powell nhấn mạnh. Với cuộc tranh luận về trần nợ mới xuất hiện trong tâm trí mọi người, ông Powell nhấn mạnh rằng Fed sẽ không thể bảo vệ nền kinh tế Mỹ trong trường hợp vỡ nợ. Ông nói như sau, không ai nên cho rằng Fed thực sự có thể bảo vệ nền kinh tế, hệ thống tài chính và danh tiếng của chúng ta trên toàn cầu khỏi những thiệt hại mà một sự kiện như vậy có thể gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC trong nước tính đến thời điểm trưa chiều ngày hôm nay quay đầu giảm nhẹ ở một số hệ thống kinh doanh, đi ngược hoàn toàn với xu hướng của thị trường vàng thế giới. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,27 triệu đồng trên một lượng, chỉ tăng nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,25 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty Bảo Tín Minh Châu, mua vào ở mức 66,66 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,20 triệu đồng trên một lượng, giảm 10.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 130.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Đối với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào ở mức 56,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 57,25 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Và như vậy là với mức giá 2043 đô la Mỹ trên một ao trên thị trường vàng thế giới, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 57,85 triệu đồng trên một lượng. Và như vậy thì giá vàng SJC hiện tại chỉ còn đắt hơn giá vàng trên thị trường thế giới 9,4 triệu đồng trên một lượng. Ngay trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, chênh lệch này lên đến hơn 11 triệu đồng trên một lượng. Có thể thấy giá vàng SJC hiện tại đang rẻ kỷ lục so với thị trường vàng thế giới trong khoảng thời gian này. Dù vậy đây vẫn là khoảng cách rất lớn. Đối với thị trường tiền tệ thì tỷ giá trung tâm sáng ngày hôm nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.635 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 4 đồng trên một đô la Mỹ so với phiên ngày hôm qua. Với giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại thì vẫn trong xuống tăng nhẹ, sau khi mà tăng 15 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay.
Đến thời điểm này thì tạm thời chưa có điều chỉnh về giá. Hiện tại nó được mua vào ở mức 23.275 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.645 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào ở mức 23.330 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.450 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 80 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.665.000, bán ra 6.725.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000. Tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. P&G Hồ Chí Minh và P&G Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.730.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội có cùng mức giá với Doji Hồ Chí Minh, tăng 5.000 ở chiều mua nhưng giảm 5.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.665.000, bán ra 6.725.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra còn với chiều mua vào không có thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.666.000, bán ra 6.720.000, giảm 1.000 ở chiều mua, giảm 13.000 ở chiều bán. My Hồng SJC mua vào 6.675.000, bán ra 6.725.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.668.000, bán ra 6.720.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.680.000, bán ra 6.780.000, tăng 70.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000, tăng 5.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì duy trì xuống tăng nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000. SJC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.665.000, bán ra 6.725.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.667.000, bán ra 6.730.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.665.000, bán ra 6.727.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.663.000, bán ra 6.727.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại vẫn trong xuống tăng mạnh trong khoảng từ 125 cho đến 300.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 12.500 cho đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.620.000, bán ra 5.725.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.620.000, bán ra 5.735.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng bộ số 9 mua vào 5.605.000, bán ra 5.685.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.498,7 nghìn, bán ra 5.628,7 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.079,2 nghìn, bán ra 4.279,2 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.129,7 nghìn, bán ra 3.329,7 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.185,9 nghìn, bán ra 2.385,9 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.